chào quý chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của bên Đức Trung. Thì hôm nay buổi chiều ngày 22 tháng 10 năm 2019 thì bên Đức Trung lại có những chiếc xe chuyển vào cái khu vực miền Nam bằng xe lồng nhé. Thì Đức Trung quay trực tiếp cho quý vị anh chị các bạn ta cùng xem, cũng như là cái công việc thường xuyên hàng tuần ở bên Đức Trung này lại có những cái chiếc xe chuyển vào miền Nam cho các cái quý khách. Quý khách thì khi mà xem được cái video này thì cũng biết là xe của mình thì đang lên lồng nhé, và chú ý tầm khoảng 3 ngày quý vị anh chị các bạn sẽ nhận được điện thoại của nhà xe và lưu ý nhận xe cùng toàn bộ các giấy tờ hồ sơ đi theo. Đây là công tác chuẩn bị đưa xe lên trên lồng. Đây, những chiếc xe chuẩn bị lên lồng này. Hôm nay bên Đức Trung chuyển vào 4 con nhé. Bay ra mua trực tiếp. Màu vàng chuế. Chiếc xe nào mà đi xa thì cho vào trong cùng. Đúng rồi. Từng xe một lên lồng này. Chiếc đầu tiên là Spark, Chevrolet Spark. Đấy, đây là chiếc xe tiếp theo ha. Vào Vũng Tàu này. Chiếc xe dây này thì vào Đắk Lông này. Còn chiếc xe Gencha này thì vào trong Đồng Nai nhé. Để chuẩn bị một chuyến xe đường dài này là rất là công phu nhé. Nào là tăng đơ, nào là xích cáp, rồi là tất cả chống chèn. Công tác chuẩn bị tương đối là vất vả. Quay qua cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Đấy, về mọi cái công tác chuẩn bị giao nhận xe của chợ ô tô miền Bắc. Đây nhà xe đây. Số điện thoại nhà xe. Đây là một chiếc xe đầu tiên lên lồng. Tiếp theo thì lùi lên lồng. Quen như mình đi chênh vênh. Có con này số được. Giữ điện thoại cũng như là giữ lên nào để chủ nhà xe làm được, cho nên là trực tiếp với các bạn để lên xe.
mấy ông này đứng ở cái bà còn tiếp tục làm chiếc xe DX 2001 còn cháu luôn. Chiếc thứ 5 lên nồng. Đó là chiếc Matiz nhé. Đây là chiếc xe thứ 6, cũng là chiếc xe cuối cùng lên đồng đấy, được chuẩn bị này, đã hoàn tất. Xin cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các video lần sau nhé.